Cảnh tượng thật đáng sợ. Đoàn quân lên cẩu đang dồn một con sư tử đực vào ngõ cụt. Chúng thay nhau tấn công kịch liệt. Trên có, dưới có, lên cẩu tạo ra vòng vây khép kín. Sư tử đực trẻ tuổi ngồi một cục nếm trải cơn đau. Có thể thấy vua đồng cỏ đã cạn kiệt sức lực. Bờ đất sẽ phần nào bảo vệ bớt thân sâu của nó. Những cú trường tới phản công yếu ớt. Nếu tình trạng này kéo dài, nó có thể mất mạng. Đây là một đàn lên cẩu đông đúc, đang nắm giữ thế thượng phong, không tội gì mà chúng ngừng tấn công. Biết đâu sư tử sẽ là bữa ăn của chúng hôm nay. Sự oai phong của vua đồng cỏ đã bị thế bằng sự đáng thương. Giờ nó đi còn không nổi, nói gì là chống trả. Đây là sự khắc nghiệt của tự nhiên, càng chứng tỏ bầy đàn mới là sức mạnh tối thượng. Khi đơn độc, một con sư tử đực hùng mạnh cũng như hạt cát trên sa mạc. Số đông sẽ quật ngã nó bất kỳ lúc nào. Tuy nhiên, sự ồn ào ở đây đã đánh động đến hai con sư tử cái. Đây là thành viên trong một đàn của sư tử đực gặp nạn. Kẻ gặp nạn sắp được cứu rồi. Hai con sư tử cái lao vào trận chiến giải vây cho đồng loại. Lên cẩu tăng nát vòng vây, bỏ chạy bạc mạng. Lên cẩu rút lui nhanh là nhờ chúng luôn phân bổ thành viên cảnh giới. Lên cẩu thoát được sự tấn công như vũ bão của hai con sư tử cái. Tuy chụp hụt kẻ thù truyền kiếp, nhưng sư tử cái đã đến rất đúng lúc. Chúng đã cứu sư tử đực một mạng trông thấy. Bởi nếu sư tử đực không chết, thì nó sẽ không thoát khỏi chấn thương rất nặng. Nếu không có đồng đội thì sư tử đực sẽ không tránh khỏi một cái cục bi thảm. Thường thì sư tử đực nếu cảm thấy yếu thế hơn, nó sẽ bỏ chạy. Đằng này, con sư tử đực gặp nạn lại không thể chạy được. Nên việc cứu giúp của đồng loại là một yếu tố cực kỳ quan trọng. Sự đoàn kết và hỗ trợ càng tốt thì bầy đàn đó sẽ phát triển càng cao